Xin kính chào quý cô chú chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc ạ. Em xin được giới thiệu, em tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng. Và số điện thoại để cô chú chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 ạ. Hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 27 tháng 4 năm 2023 thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có cập bến ngập nhà. Cái dòng hàng lan đẹp ạ. Những cây lan đang nụ thực sự rất là tuyệt vời luôn, mấy giá cực kỳ là rẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Và rất là nhiều những cây dáng hương đuôi cáo đẹp mà có cả dòng hoa phân nhánh của chú anh chị nhé. Những cây lan đang nụ chỉ có giá từ vài chục nghìn ạ. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc ạ. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mình phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Xem báo thì sẽ siêu bồn có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng thì có thể gọi điện nhắn tin hoặc số điện thoại bên em vừa cung cấp nhé. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc Trung Nam trên toàn quốc. Và sau em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở là gì em đang có nhé. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan hoàng thảo thập hoa cô chú anh chị ạ. Một cái những cái cây lan mà đang chuẩn bị đi vào mùa hoa rồi ạ. Thân nào thân đấy căng mướt luôn. Hiện tại em có 3 lô duy nhất thôi cô chú anh chị nhé. Lô này gọi là lô số 1 này. Và cái lô số 1 này em đang để giá có 50.000 cho lô số 1 này thôi ạ. Và lô số 2 ạ. Lô số 2 xin phép bán với giá là 60.000 cô chú anh chị, là có 3 dề cực kỳ là đẹp luôn. Và lô số 3 với giá là 55.000 nhé. Tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là dòng lan trầm tím rừng. Em nghĩ rằng là bất cứ một chị anh cô chú anh chị chơi lan nào chắc chắn là đều không thể thiếu trong sân vườn của nhà mình những cây lan trầm rừng đúng không ạ? Một cái cây lan mang vẻ đẹp cũng như là gần như là mang vẻ đẹp cũng như là hương thơm trọn vẹn từ núi rừng về nhà khi cô chú anh chị sở hữu nó. Hàng đang nụ chi chít tuyệt vời như thế này, cây không quá dài không quá ngắn, đủ cô chú anh chị có thể có những cây lan đẹp thơm nức nở thưởng thức và cũng có những cây giống rất là tuyệt vời để mà trồng và chăm sóc trong mùa sau. Với giá 1 kg trầm này em đang để giá có bao nhiêu nhỉ? 350.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. 350.000 cho 1 kg thôi, hàng nụ cực đẹp như thế này. Và em bán ngay từ 0,2 kg rồi cô chú anh chị, nhìn cho em một cái lượng hàng. Đây là 0,2 kg, tức là 70.000 thôi cô chú anh chị nhé. Mình đã có một cái phần trầm rất là tuyệt vời như thế này rồi ạ. Nếu cô chú anh chị sở hữu một nửa kg em nghĩ rằng là sẽ là một cái giò trầm thơm khắp phố luôn. Hoặc cô chú anh chị mình cũng có thể lấy cho em những cái giò trầm đây. Ngay những giò trầm đang nụ và hàng trồng sẵn trong cái cốc rất là xinh như thế này. Đó, thì một cái chậu trầm như thế này thì em xin phép với những cái chậu trầm như thế này cô chú anh chị có thể để dễ dàng trưng trong phòng khách này, bàn làm việc hay thậm chí là trong phòng ngủ để thưởng thức những bông hoa xinh đẹp cũng như là cái mùi hương thơm ngát của nó. Giá là 60.000 cho một chậu cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là kim điệp nhựa hay còn gọi là kim điệp thơm. Em nghĩ rằng là sở dĩ nó có hai tên như vậy là bởi vì cô chú anh chị có thể nhìn thấy những cái bông hoa của nó này, cánh hoa dày như những bông hoa nhựa luôn đúng không ạ? Mà lại rất là thơm mà cái độ bền của nó là trên 2 tháng nhá, chú ý chị nhá. Đây là cô chú ý chị này, những bông hoa dày cộp cực kỳ là xinh đẹp như vậy. Và cái màu sắc hoa vàng, vàng rất là tươi sáng luôn ạ. Giá 1 kg với giá chỉ có 130.000 thôi cô chú ý chị ạ. Chưa bao giờ có giá rẻ như vậy cô chú ý chị nhá, mà hàng đẹp ạ. 130.000 trong 1 kg em bán ngay từ 0,3 kg rồi đấy ạ. Sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú ý chị đó là dòng lan hạc đỉnh hồng. Và tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là dòng lan hạc đỉnh hồng. Mấy cây lan mà nó sẽ nở hoa vào đúng cái thời điểm Tết đấy, cô chú anh chị mình có thể cùng em ngắm cái vẻ đẹp của dòng lan hạc đỉnh rừng, hạc đỉnh hồng khi mà nó nở hoa trên rừng ạ. Cái dòng lan với bông hoa cánh hoa hồng và bông hoa rất là to, cực kỳ là xinh đẹp luôn đấy cô chú anh chị. Hiện tại thì những cây lan hạc đỉnh hồng này bây giờ nó đang lên mầm với cô chú anh chị. Đây này, đang lên mầm rất là nhiều luôn. Và 1 kg hạc đỉnh hồng này em đã cắt tỉa rất là cắt những cái thân thân cao vút của nó đi rồi, chứ em không để cả thân dài để cô chú anh chị có thể được nhiều cây giống hơn. Em không 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 để cả dài như vậy mà em cắt đi để cô chú anh chị có nhiều cây giống hơn và cây cũng đỡ mất nước hơn cô chú anh chị nhé. Và 1 kg hạt đỉnh hồng như vậy em đang để giá có 60.000 trong 1 kg thôi cô chú anh chị ạ. Em bán ngay từ nửa kg, tức là 30.000 thôi ạ, là cô chú anh chị có cái giò hạt đỉnh hồng sưu tầm rất là đẹp rồi. Và tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái dòng lan vũ nữ 7 màu cô chú anh chị nhé. Những cây lan vũ nữ 7 màu với cái bông hoa rất là xinh đẹp như vậy đấy ạ. Một cái cây lan mà em nghĩ rằng nó đẹp từ thân lá luôn. Những cây mà cái bản lá tròn vo và một cái sự kết hợp rất là tuyệt vời của thân và hoa đấy ạ cô chú anh chị. Và một cái chậu lan vũ nữ 7 màu này, một chậu với một cây
đây hai ngồng hoa như vậy nhá. Rất là dễ thuần, dễ chăm mà siêng hoa quanh năm luôn ạ. Em đang để giá có 40.000 cho một cái chậu lan như vậy thôi cô chú anh chị này. Cô chú anh chị mình có thể sưu tầm khoảng tầm 2-3 chậu để mình có một cái giò lan xinh đẹp hơn nhá. Này, đó, hàng đang nụ đang hoa. Và em cũng nói thêm cô chú anh chị lưu ý rằng là hàng này thì trồng trong giá thể vỏ thông này. À, khi mà vận chuyển đi thì cây sắp thì nó có thể bị lung lay cái bộ rễ ra. Cô chú anh chị mình hết sức là thông cảm cô chú anh chị nhé. Cây này thì nó không có làm sao, cô chú anh chị có thể kéo cố định lại bộ rễ của nó vào trong cái giá thể là nó không sao cả nhé cô chú anh chị nhé. Và giá chỉ có 40.000 cho một chậu thôi ạ. Tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan hoàng nhạn tháng 8 ạ. Em nghĩ rằng là rất là nhiều cô chú anh chị đã và đang muốn tìm kiếm những cây lan nhạn tháng 8 mà chuẩn mùa hoa đúng không ạ. Và hàng này thì bên em bảo hành chuẩn mùa hoa và những cây này đã rơi ít nhất là 5 cặp lá trở lên rồi. Cô chú anh chị có thể nhìn cho em này. Đó, rơi ít nhất là 5 cặp lá to, rất là to và đẹp như thế này rồi cô chú anh chị nhé. Và giá một cái chậu lan hoàng nhạn như vậy chuẩn mùa hoa tháng 8 và giá thì chỉ có rơi vào có 250 trong một chậu thôi cô chú anh chị ạ. Dòng nhạn tháng 4 hàng nhà vườn người ta trồng cũng đã rơi trên cả đến 100.000 một chậu rồi đúng không ạ. Trong khi đó đây là hàng nhạn chuẩn tháng 8 cô chú anh chị nhé, giá chỉ có 250.000 trong một chậu. Và tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu cũng đến cô chú anh chị đó là dòng lan hoàng nhạn An Ba hay còn gọi là hoàng nhạn va. Một cái cây lan mà có dòng hoa vàng lưỡi trắng. Mỗi chậu lan nhạn An Ba như thế này này. Đấy ạ, cô chú anh chị cùng em ngắm cái vẻ đẹp của những cây lan nhạn An Ba nhé. Đấy ạ. Một cái vẻ đẹp rất là thuần khiết, khiết tuyệt vời như này này. Và một cái nhạn An Ba này giá có 110.000 thôi. Và tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan hài. Cái dòng lan hài Henry ạ. Em có duy nhất một chậu này thôi ạ. Chuẩn bị đến mùa hoa hài Henry nhá. Hình mang hình dáng chiếc hài màu hồng rất là đẹp như vậy. Một chậu này với giá là 200.000 à 100.000 thôi cô chú anh chị ạ. Và sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan kiều cô chú anh chị nhé. Những cái mã kiều phải nói là cực kỳ là đẹp để cô chú anh chị mình có thể sưu tầm. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những chậu lan kiều tím yên tử ạ. Một chậu rất là nhiều thân như thế này. Một cái cây kiều phải nói là đẹp nhất trong tất cả những cái dòng hoa kiều đúng không ạ. Đẹp và giá trị nhất trong tất cả những cái mặt bông kiều tím ạ. Và cô chú anh chị mình có thể cùng em dạ, cô chú anh chị mình cùng em ngắm cái vẻ đẹp của dòng lan kiều tím yên tử đây cô chú anh chị nhé. Một cái vẻ đẹp mà cái sắc hoa tím mà trong vắt như là những cái viên ngọc luôn ạ. Đẹp tuyệt vời như thế này này cô chú anh chị. Rất là tím đậm mà lại một cái vẻ đẹp phải nói là vô cùng là quyến rũ và tuyệt vời. Thì một cái chậu lan kiều tím yên tử như vậy nhiều thân và thân rất là khỏe và đẹp luôn cô chú anh chị cùng em ngắm nhé. Thì em đang để giá có 140.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị ạ. Và em nghĩ rằng là cô chú anh chị tìm hiểu nhiều nơi chắc chắn rằng là trên các trang khác người ta không bán dưới 200.000 đâu đúng không ạ. Tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là một cái mã màu là kiều mỡ gà. Cái dòng kiều mỡ gà này là hàng được trồng ở vườn Việt Nam mình cô chú anh chị nhé. Và đã sổ hoa với sắc hoa vàng rất là đậm cô chú anh chị ạ, hoa vàng rất là đậm. Cái dòng này thì nó không khác gì cái kiều vàng kiều mỡ gà của Thái đâu ạ. Nhưng mà em thấy rằng là so với hàng kiều Thái thì cái dòng kiều mà tự trồng ở vườn Việt Nam mình ạ, cái cây của nó khỏe hơn rất là nhiều và nó được nhiều thân hơn cô chú anh chị nhé, mà giá thành lại rẻ hơn. Chính vì vậy mà em lựa chọn cái dòng kiều mỡ của Việt Nam mình trồng để có thể giao lưu cùng cô chú anh chị hiện tại đang những cái mắt nụ đang sưng này. Và một cái chậu lan kiều mỡ mà nhiều thân đẹp như thế này này, hàng đang rất là nhiều, em sẽ gửi cho cô chú anh chị chọn những cái chậu lan đẹp nhất để gửi đến cô chú anh chị nhé. Một chậu như vậy với giá là 150.000 và chắc chắn rằng những cái bông kiều mỡ mà hiện tại em đang bán những chậu kiều mỡ ở đây thì chắc chắn rằng nó sẽ đẹp hơn những cái bông kiều mỡ mà cô chú anh chị đang được ngắm ở đây. Đây là cái cây kiều mỡ của vùng Cao Bằng cô chú anh chị này. Đó, hai cái thân bé tí tẹo, vài thân một dề, hai thân bé tí tẹo thôi mà có hai cái chùm bông rất là xinh như thế này này. Đó, kiều mỡ gà Cao Bằng đấy ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan Dendro nhé cô chú anh chị nhé. Cái dòng lan Dendro xuân và đây là cái dòng lá biên ạ. Cái dòng lá biên mà hoa thì dày cộp như là bông hoa nhựa mà cực kỳ là bền hoa cô chú anh chị ạ. Và một cái chậu Dendro xuân dòng lá biên nói chung là đẹp từ thân lá, đẹp từ thân lá luôn. Và đây là cái sắc hoa của dòng lan Dendro xuân này. Vàng họng đen rất là đẹp như vậy cô chú anh chị nhé. Giá một chậu em đang bán ở đây chỉ có 180.000 cho một giò thôi cô chú anh chị ạ. Và trên thị trường thì ôi ôi, trên thị trường nhá, cô chú anh chị nhìn cho em giá của người ta một chậu hai thân bé tẹo ta bán không dưới 300.000 cô chú anh chị nhìn thấy chưa ạ? Đấy thì ở đây em hiện tại em đang để giá có 180.000 giao lưu của cô chú anh chị chuẩn hoa cây. Chuẩn hoa, chuẩn sắc hoa như vậy cô chú anh chị nhé, cực kỳ là bền hoa.
À, tiếp sang bên này đây thì có vài mã gà trắng mà em muốn giao lưu cùng cô chú anh chị. Là hàng cây giống tự nhà em trồng, trước đây em đã mua giá là ít nhất là giá là 200.000 một thân, và qua rất là nhiều năm thì em đã có được những cây giống để có thể giao lưu cùng cô chú anh chị với giá cực kỳ là rẻ cô chú anh chị ạ. Và cái mã gà trắng này này, họng hơi phớt hồng một chút xíu và bông hoa rất là cân đối, mà đặc biệt là rất là thơm cô chú anh chị ạ. Rất là thơm, cái hương thơm của nó chắc chắn rằng là sẽ làm cho cô chú anh chị cảm thấy cực kỳ là tuyệt vời, một cái cảm giác cực kỳ là tuyệt vời từ cái hương thơm của nó mang lại luôn đấy ạ. Thì ở đây em đang có những cái chậu gà trắng, và trước đây thì em mua thân 200.000, nhưng mà giá của em hiện tại đang giao lưu cùng cô chú anh chị, chắc chắn rằng cô chú anh chị ai cũng có thể sưu tầm được, mà cái giá thì cực kỳ là rẻ luôn. Giá thì rất là rẻ luôn, hình này em gọi là hình 47 cô chú anh chị nhá, hai thân mẹ hai mầm gốc ạ. Cái giò này thì cô chú anh chị có thể có 1-2 năm là có tác phẩm đẹp rồi. Cô chú anh chị ạ, em mua như năm ngoái em mua một thân gà trắng họng đỏ 300.000, cao 25 cm. Năm nay thì với hai mầm gốc thì năm nay hiện tại em đang có một cái chậu mà em nghĩ rằng 1-2 năm nữa là có thể có cây giống giao lưu cô chú anh chị rồi. Năm nay hiện tại đang là 6 thân rồi cô chú anh chị nhá. Mà có cả ki trên thân nữa thì nó cũng sẽ phát triển rất là nhanh. Thì ở đây em đang giao lưu cùng cô chú anh chị là mã gà trắng này. Hai thân mẹ và hai mầm gốc như này, với giá chậu này đang là 140.000 nhá cô chú anh chị nhá. Gọi là hình 47 đấy ạ. Hình 48 này một chậu cực kỳ là nhiều thân luôn ạ. Chậu này thì cô chú anh chị về có thể tách làm hai chậu đấy cô chú anh chị. Có thể tách làm hai chậu đấy ạ. Và cái giò này em xin phép được bán nó với giá là 170.000 cô chú anh chị nhé. 170.000 cho chậu 48 và chậu 49 này. Thân rất là mập và mầm gốc lên cực kỳ là đẹp luôn. Ba mầm lên rất là đẹp luôn ạ. Thân mẹ cực kỳ là mập cái chậu này. Và chậu này em xin phép được bán với giá 160.000 cho chậu 47, 49 ạ. Chậu tiếp theo sẽ là chậu 50 này. Chậu 50 cô chú anh chị. Chậu 50 này em bán chậu này với giá bao nhiêu nhỉ? Cũng là mầm gốc lên, ba mầm lên quá đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Cây rất là cao đẹp. Giò này xin phép được bán với giá cũng là 160.000 nhá cô chú anh chị nhá. Giá chưa bằng một nửa, 1/2, 1/4 giá trước đây em nhập mỗi thân gà này. À, tiếp sang bên đây sẽ là những cái mã điện lan quân tử cô chú anh chị ạ. Như cây điện lan quân tử, một cái cây lan mà người ta chuyên trồng trong nhà ấy cô chú anh chị, vừa mang không gian xanh ạ, mang ý nghĩa phong thủy tuyệt vời mà lại mang một cái tác dụng rất là tuyệt vời. Đó là có thể thanh lọc không khí rất là tốt cô chú anh chị nhé. Loại bỏ ngay cả những chất khí độc hại trong không khí, và loại bỏ ngay những tia sóng từ điện thoại hay tivi luôn. Tạo ra một cái không gian rất là tuyệt vời cho những thành viên đấy ạ. Một chậu quân tử như vậy chỉ có giá 70.000 thôi cô chú anh chị nhé. Đó, và cây này thì khi mà đến Tết nó nở hoa thì cũng hoa của nó cũng không kém, cũng vô cùng là tuyệt vời nữa. Một cái sự kết hợp, nếu mà khi mà nó nở hoa, cô chú anh chị vừa có một cái chậu hoa rất là đẹp mà kết hợp với thân lá tuyệt vời nữa thì thực sự là một cái chậu lan rất là đẹp luôn. Đó là cây địa lan quân tử ạ. À, tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó sẽ là những cái cây năm cánh trắng Phú Thọ nhé cô chú anh chị nhé. Năm cánh trắng Phú Thọ, năm cánh trắng HO. Thì năm ngoái ấy, em có rất là nhiều những cái ki, khá là nhiều ki như là mắt hí Bình Dương này. Đây này, đây là mắt hí Bình Dương này. Năm ngoái, hiện tại cây này đang chuẩn bị nở thôi cô chú anh chị ạ. Đây là cây năm cánh trắng mắt hí Bình Dương mà năm ngoái em bán ki rẻ siêu rẻ luôn. Đây này, ki năm ngoái nó bay tí tẹo tèo tèo như cái tăm luôn ấy. Không biết là năm nay cô chú anh chị về trồng như thế nào rồi. Mà từ năm ngoái nhá, em trồng đến năm nay thì hiện tại là đang có hoa một cây dài như thế này. Dài bất ngờ như thế này, em không nghĩ là một cây này nó có thể to cao và dài đẹp đến như thế này. Là cây năm cánh trắng Bình Dương ấy cô chú anh chị. Hiện tại lên hai mầm gốc mập nú mà năm trước rồi. Cô chú anh chị nhìn cái thân gốc của nó này. Đó, thực sự là bất ngờ luôn với cái cây này. Không biết là năm ngoái cô chú anh chị mua cái giá rất là rẻ thì hiện tại cô chú anh chị đã trồng chăm được đến như thế nào rồi và đã nở hoa như thế nào rồi ạ. Thì ở đây hiện tại em đang có những cây lan năm cánh trắng Phú Thọ, một cái dòng lan rất là nổi tiếng luôn. Mầm gốc thì lên siêu đẹp siêu mập chứ không phải là còi nhom như là những cây kia đâu cô chú anh chị nhá. Đây này, năm cánh trắng Phú Thọ hiện tại đang nụ và chậu này thì siêu mầm luôn này cô chú anh chị này. Cái chậu này hai thân đang nụ nhá cô chú anh chị nhá, hai thân đang nụ. Mà đặc biệt ở đây thì muốn nói đến cô chú anh chị đó là dàn mầm gốc, bốn mầm gốc. Cái giò này thì sang năm có phải cô chú anh chị có một cái tác phẩm tuyệt vời không ạ? Giò này xin phép bán với giá là 110.000 cô chú anh chị nhá, mầm gốc lên xanh luôn, năm cánh trắng Phú Thọ ạ. Năm cánh trắng Phú Thọ thì so với lại năm cánh trắng Bình Dương hay là mắt hí Bình Dương kia thì nó sẽ đẹp hơn nhiều ấy chứ. Và đây này, chậu này gọi là chậu số 65. Chậu tiếp theo gọi là chậu số bao nhiêu đây nhỉ? Chậu này gọi là 64, đi ngược một chút xíu rồi. Hai mầm gốc, một thân hoa cô chú anh chị ạ. Hai mầm gốc một thân hoa cô chú anh chị nhá.
em cũng xin phép được bán với giá là 110.000. Nụ chi chít luôn. Cây Phú Thọ thì hoa nó rất là sai cô chú anh chị ạ, sai hoa tự nhiên mà không cần phải kích đâu ạ. Chậu tiếp theo là chậu 63 này. Cũng là cái cây Phú Thọ nhá, chi chít là nụ luôn mà cái dàn mầm gốc, 4 mầm gốc cao đến trên 20 cm hết rồi mỗi mầm gốc ấy cô chú anh chị. Chậu này em xin phép cũng được bán với giá là 120.000 cho chậu này này. Và sang hình tiếp theo, nói chung là những giỏ này cô chú anh chị về kiên nhẫn một chút xíu, chờ đợi thêm một đến sang năm nữa để cô chú anh chị có tác phẩm đẹp nhá. Và hình tiếp theo sẽ là hình 62. Chậu 62 này là hai mầm gốc này cô chú anh chị này, một thân hoa hai mầm gốc nhá, cũng nụ chi chít luôn. Đây cũng là chậu Phú Thọ. Và giỏ này em xin phép bán 110.000. Và sang hình tiếp theo là 61 này, cũng là chậu Phú Thọ. Thân mẹ cao vút luôn, một mầm gốc. Đang rất là nhiều nụ cô chú anh chị ạ, một mầm gốc. Và chậu này em bán là 100.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là chậu 60, cũng là một mầm gốc, một thân mẹ, chi chít nụ. Ngắm một mùa hoa thôi cũng đã cô chú anh chị ạ, có 100.000 cho chậu này thôi nhá. Và sang hình tiếp theo ạ, là chậu số 59. 59 cô chú anh chị. Chậu này là có 3 thân hoa luôn và cũng là 3 mầm gốc ấy cô chú anh chị. 3 thân hoa và 3 mầm gốc nhá. Ngắm mùa hoa này thôi cũng rất là đã mắt rồi. Chậu này xin phép được bán với giá 140.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 58 này. Chậu 58 cũng là chậu Phú Thọ. Chậu Phú Thọ 3 thân hoa. Hiện tại em thấy là cũng 3 thân hoa với 3 mầm gốc ngập nú nhá. Chậu này em bán là 140.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là chậu số 57. Đây sẽ là 5 cánh trắng hiển oanh. À, hay còn gọi là 5 cánh trắng HO, vừa nụ vừa hoa nhé cô chú anh chị nhé. Nên là cô chú anh chị yên tâm rằng mình vừa được rất nhiều ki trên thân và có cả những nụ hoa và mầm gốc lên cực kỳ là khỏe. Cái dòng HO trước đây 7-8 triệu một sen, một cái chậu như này hiện tại em đang để giá 110.000. Gọi là chậu 57 đấy ạ. Chậu số tiếp theo sẽ là chậu số bao nhiêu đây nhỉ? Chậu số 56, 2 thân mẹ. Cũng đang nụ cao từ trên 50 sen hết nhé cô chú anh chị nhé, 2 mầm gốc ạ. Chậu này xin phép em bán là 140.000. 140.000 cho chậu này. HO ạ, chậu 55. Chậu 55. Em còn nhớ cách đây vài năm, đúng năm 2022, em đi mua chậu hơn 60 triệu. Có hơn 20 sen cô chú anh chị ạ. Cái chậu này này. 3 mầm gốc và thân nụ chi chít luôn. Chậu này xin phép em bán là 130.000 cho chậu 55 này. Và chậu tiếp theo chậu 54 ạ, siêu nhiều nụ luôn, hai thân mẹ và hai mầm gốc cực kỳ là nhiều nụ. Chậu này em xin phép được bán với giá là 140.000 cho chậu này nhé chú anh chị nhé. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu 53. Chậu 53 này cũng chi chít nụ cô chú anh chị ạ. Chi chít nụ hai mầm gốc luôn ạ, một mầm gốc cao, một mầm gốc thấp. Cái lá của cây mẹ hơi dập một chút, cây con hơi dập một chút xíu nhá. À, cái hình số 53 này em xin phép được bán với giá là 100.000 tròn đi. Và sang hình tiếp theo là 52. Cái chậu này em bán một hai mầm gốc nhá, thân này, nụ này cô chú anh chị, nụ cả ki nhá cô chú anh chị nhá. Và cái giò này thì chắc chắn là có nụ rồi ạ. Em bán chậu này với giá là 110.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái chậu số 51. Chậu 51 một cái thân mẹ cao nụ, rất là nhiều nụ nhá cô chú anh chị, nhìn cho em nó phân nụ rồi đấy ạ. Một mầm gốc, một thân mẹ với giá em bán là 100.000. Ngắm một mùa hoa thôi cũng đã mắt luôn ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái chậu số 51 này. Cái chậu này em bán cũng với giá 100.000 cô chú anh chị nhá. Và sang bên này đây sẽ là những giò phi điệp vàng này, đang chờ đợi cho một mùa vàng tháng 8 ở đây ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em cái giò phi điệp vàng này, gọi là giò số 75. Xin phép em bán cái giò phi điệp vàng này với giá 110.000 thôi. 76, 120.000, thân rất là dài luôn. 77, 100.000, 78 cũng với giá 100.000. Và sơn thủy tiên, hàng họng nâu đen, nâu đỏ nhé cô chú anh chị nhé. Họng nâu đen hoặc là nâu đỏ ạ. Giá hôm nay xả hết tầm luôn cô chú anh chị này. Hình này em gọi là cái hình số 70 nhé cô chú anh chị nhé. 70. Giá trước đây thì nếu mà mới đầu mùa, cô chú anh chị nhìn cho em họng cực kỳ là đậm đúng không ạ? Họng rất là đậm và đẹp như thế này. Xả hết tầm luôn. Từ cái giá bao nhiêu nhỉ? Từ giá 450, hiện tại em để còn giá là 350.000 cho cái rể này, thân to mập cô chú anh chị nhá, thân to mập. Cái rể này nếu mà đầu mùa cô chú anh chị mua chắc chắn không dưới 500.000 ạ. Sang hình tiếp theo sẽ là hình 69 này, một cái rể rất là nhiều thân như thế này. Từ giá bao nhiêu nhỉ? 450, hiện tại em còn để giá là 380 cho cô chú anh chị mình, rất là nhiều thân luôn ạ. 380 rẻ kịch sàn luôn rồi cô chú anh chị nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 68. Cái giò này thực sự sẽ là một cái tác phẩm tuyệt vời luôn. Từ 650.000 để giá còn 560.000 đi cô chú anh chị. Về trồng cho sang năm mình có một cái tác phẩm đẹp đi ạ. Sang bên này đây sẽ là những chậu lan dáng hương đuôi sắc này. Chậu này em gọi là chậu 40 nhé cô chú anh chị nhé. Chậu 40 đuôi sắc với giá em bán chậu này là đang có 3 vòi bông nhé.
ba vòi bông ạ. Chậu này cây mẹ, một cây mẹ này đang hỏng mầm nhưng mà nó đã lên ngọn mới rồi. Chậu này xin phép em bán với giá là 140.000. Đó là chậu 40, chậu 39. Cây thân lá rất là đẹp luôn, cũng 140.000. Và bên này đây sẽ là cây hoàng nhạn. Cây hoàng nhạn này 41 này, hoàng nhạn rừng. Nói chung là nhà em trồng thì gần như là chả có chăm sóc gì cả nên là cây nó cũng tả tơi như này này. Hai ngồng hoa với giá 90.000 ạ. Chậu số 42. Chậu số 42 này em bán với giá bao nhiêu nhỉ? Hoàng nhạn nhá, 120.000. Và chậu 43 cũng là chậu hoàng nhạn 120.000. Và cây bạch nhạn này rất là đẹp luôn, cho ai yêu màu trắng đi ạ. Yêu thích màu trắng thì chậu này 120.000 cho chậu bạch nhạn này. À, gọi là chậu 44, chậu 45 với giá là 110.000 và chậu 46 với giá 110.000 nhá. À, bên này đây là những cái giò lan dendro cô chú anh chị ạ. Những cái cây lan dendro nhá. Những cái dòng lan dendro lá biên mà phải nói là đẹp từ thân lá luôn ạ. Từ thân lá luôn cô chú anh chị này. Một chậu hai mầm cao vút và mập mạp đẹp như thế này, em đang để giá có 180.000 cho một chậu thôi. Và hàng chuẩn hoa như vậy cô chú anh chị nhá. Giá trên thị trường cô chú anh chị nhìn thấy ạ, một chậu hai thân bé tẹo người ta bán đến 300.000 ạ. Còn ở đây em đang để giá là 180.000. Nên là cô chú anh chị mình mà muốn có một cái chậu lan mà hoa rất là dày, cánh hoa dày, cực kỳ là bền hoa và đẹp thơm, cô chú anh chị có thể sở hữu chậu này cho em với giá chỉ có 180.000 cho một giò thôi. Đó, đảm bảo cô chú anh chị rằng mua bên em không bao giờ lo cô chú anh chị là lo mua bị hớ cô chú anh chị nhá. Cũng là đen đô xuân ạ, chậu này, hai chậu này hàng mặt hoa sổ số này, chậu nào chậu đấy to đùng xanh mướt luôn, với giá em đang bán có 150.000 cho một chậu thôi. Còn sau bên này đây sẽ là những chậu lan giả Hawaii, dòng giả Hawaii mà mầm gốc nhá, mầm gốc lên rất là nhiều, mầm gốc lên rất là nhiều này, em bán với giá mỗi một chậu như thế này hôm nay là 70.000 cho một chậu nhé cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị lấy về chăm sóc giúp em ạ. Lên rất là nhiều mầm luôn như thế này này. Đó, hàng em bán mầm và ki trên thân nữa. Ki trên thân về cô chú anh chị thoải mái nhân giống này. Và sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những hình dáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng ạ. Một cái lô cáo về cực kỳ là đẹp luôn. Cô chú anh chị mình cùng em lựa chọn nhé. Lựa chọn những cái hình ưng ý cho sân vườn của nhà mình. À đây em đang có hai cái lô gà cô chú anh chị ạ. Lô gà tròn của vùng Cao Bằng, cô chú anh chị nào đã từng thưởng thức hoa chắc là biết rồi. Mặt bông cực kỳ là đẹp. Lô gà này em gọi là lô số 1 này. Với giá là 80.000 thôi cô chú anh chị nhá. Một lô này cô chú anh chị có thể làm được hai chậu. Lô số 2 với giá là 60.000 đấy ạ. Sau bên này sẽ là những hình dáng hương đuôi cáo. Đầu tiên thì em giới thiệu hàng rẻ trước cô chú anh chị nhá. Hàng VIP em sẽ giới thiệu sau ạ. Cô chú anh chị mình có thể lựa chọn cho em cái mùa ghép cáo rất là đẹp trong năm ạ. Mùa ghép cáo rất là đẹp trong năm rồi đây cô chú anh chị nhá. Cái hình này em gọi là hình 26 ạ. Cô chú anh chị có tất cả 26 hình dáng hương đuôi cáo nhá. Hình này hình 26 này. Một cái lô cáo mà có tất cả là 2, 4, 5 cây cáo ạ. 5 cây cáo xếp nhá cô chú anh chị nhá. Hàng đang nụ này. Cây này không biết là có phân nụ. Hàng đang nụ này. Đây, đây này cô chú anh chị này. Có cây nụ xanh, có cây nụ tím nhá. Đây, có cây thì cái nụ vận chuyển trên rừng bề bị gãy mất. Hàng này có 5 cây. Xin phép em bán cái hình này với giá là 140.000 thôi cô chú anh chị nhá. 140.000 thôi ạ. Hôm nay em lên xem người ta bán live trên Facebook. Một cái phần cáo cũng rất là bình thường, hàng lướt luôn cô chú anh chị. Bán 5-6 cây gì đấy 400.000 thì giá thực sự quá là giật mình luôn cô chú anh chị ạ. Đấy, cái hình này em đang để giá là 140.000 và hàng xếp nhá cô chú anh chị nhá. Toàn những cây lá xếp thôi ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 25. Hình 25, hình này có đến 10 cây nhá cô chú anh chị nhá, 10 cây tổng. Với những cây này thì nó không quá lớn, nói chung là cây này đang độ sinh trưởng phát triển cực kỳ là mạnh luôn này cô chú anh chị này. Mấy lô này xin phép được bán với giá là 130.000 ạ. 130.000 thôi cô chú anh chị. 130.000 thôi, năm đợt này cáo à 100 thôi, em xin phép bán 140.000 đi nhá cô chú anh chị nhá. Giá bây giờ nhập rất là cao luôn cô chú anh chị ạ. 140.000 cho hình này. Và sang hình tiếp theo ạ là hình số 23, đây là một phần cáo giống nhá chú anh chị nhá. Cáo giống cô chú anh chị nào mà mát tay thì những cây cáo giống này phát triển rất là nhanh luôn. Mà nó toàn là những cây cáo xếp thôi. Hàng cáo giống hình này có tất cả là 23 cây đấy ạ. Xin phép em bán hình này với giá là 150.000 nhá chú anh chị nhá. Gọi là hình 23. Và hình tiếp theo sẽ là đây là hình 24 chứ, hình 24. Hình tiếp theo là hình 23, hình này có 21 cây này cô chú anh chị này. 21 cây. Đó, cũng là 21 cây cáo giống nhá cô chú anh chị nhá. Em xin phép bán hình này cũng với giá là 140.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 22. Hình này có 19 cây. Hình này thì nó lấy cây nó lớn hơn đấy cô chú anh chị. Nên là cả một lô rất là nhiều như vậy.
Xin phép em bán hình này với giá là 150.000, là hình 22 đấy ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 21. Hình 21 này là có 5 cây. Hình 21 này là 5 cây. Bán rẻ quá nhỉ, ôi chị, chị nhỉ. Thì giá em mua cực kỳ là cao. Giá này không biết là có lại vốn hay không ấy. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 21 này. Hình này 5 cây cáo xếp cô chú anh chị. Cây này này, 5 cây cáo xếp. Đây là một cặp cây mẹ con luôn ạ. Nụ tím lịm luôn cô chú anh chị này. Cáo xếp thẳng tắp luôn. Một cái lá cứng cáp. Cứng lá cứng cáp luôn. Hình này có tất cả là 5 cây nhá cô chú anh chị nhá. Có một nụ xanh biếc luôn. Đây này. Không bỏ lá chân. Hàng rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Tơ cực đẹp như thế này. Và hình này em xin phép được bán với giá là 180.000 nhá cô chú anh chị nhá. Hình này 5 cây cáo xếp rất là đẹp. Xin phép thôi em bán với giá 190.000 nhá cô chú anh chị nhá. 190.000 cho hình số 21 này, 5 cây này. Tiếp theo sẽ là hình số 22 ạ. Hình số 22 này là 7 cây nhá. Cũng rất nhiều cây cáo xếp ở đây này cô chú anh chị này. 22 này, cáo xếp này. Rất là khỏe cây. Đó, cây cáo xếp này, cây này bé mà nó vẫn có nụ này cô chú anh chị, rất là khỏe, rất là lực luôn. Với lô có 7 cây như thế này, em xin phép được bán hình này với giá 180.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 19, hình này bến 15 cây cô chú anh chị nhá. 15 cây cáo giống này, xin phép em bán với giá 150.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 18, hình này có 6 cây ạ. Hình này 6 cây cũng rất là to luôn rồi cô chú anh chị, nặng trịch luôn, to. Cô chú anh chị ạ. Mà không bỏ lá chân, hàng này hoàn toàn là những cây cáo ở trên cây ấy. Là đảm bảo cô chú anh chị về sống rất là dễ sống luôn. Hình số 6 này, hình số 18 này xin phép được bán với giá là 150.000 cho hình này cô chú anh chị nhé. 150.000 luôn ạ. Và sang hình tiếp theo, hình tiếp theo sẽ là hình số 17. Hình này là 4 cây, trong đó là cây mẹ con này. Cây này bao nhiêu cặp lá? 2 này, 4 này, 6 này, 8, 9 cặp lá luôn ạ cô chú anh chị. À, hai nụ nhá cô chú anh chị nhá, hai nụ tím luôn, mà đỏ luôn ấy cô chú anh chị, không phải tím mà đỏ luôn ạ. À, em nghĩ là cái mặt bông này chắc là sẽ kỳ là xuất sắc, nụ của nó đỏ mà cô chú anh chị, không phải nụ tím mà nụ đỏ luôn ấy. 2 này, 4 này, 6 này, 8 cặp lá, 2 4 6 7 7 cặp lá, 7 8 cặp lá cô chú anh chị nhá. Cây một mẹ hai con, nụ hoa đỏ, hiện tại chưa nở hoa nên là cũng chẳng biết được cái mặt hoa của nó như nào. Cây 4 cây rất là to như thế này này. Xin phép em bán cái hình này với giá là 230.000 cho hình này cô chú anh chị nhá. 230.000 ạ. Cho 4 cây rất là to này. Một cái lô cáo cây to đùng như này này. Cây này lá rất là to mà dày lắm cô chú anh chị, nhưng mà ở trên rừng thì không biết là cái con gì nó cắn bớt lá đi một chút xíu thôi, chứ còn lá rất là to luôn cô chú anh chị ạ. 230.000 cho hình này nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 16. Chỗ này là 2 dề cô chú anh chị ạ. 2 dề ạ, 1 dề này 4 cây này. Dề này 5 cây này, tổng là 9 cây nhá cô chú anh chị nhá. 2 dề này em xin phép được bán với giá là 150.000 cho 2 dề này, vì cô chú anh chị có thể làm 2 chậu luôn ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 15. Chỗ này là nguyên 1 dề, đẹp mộng mơ luôn đấy cô chú anh chị. Cái hàng dề trung gốc đẹp như thế này này, nụ này cô chú anh chị. Cây mẹ cây con đều nụ hết luôn ạ. Này, cái nụ này. Hàng dề thì nó sẽ nở hoa rất là đồng loạt. Để cây, ôi cây cây dưới này chả hiểu sao mà kiểu ra nụ với kiểu gì đấy. Nè cô chú anh chị. Ôi, sao lạ thế nhỉ? À, cái nụ ở bên này, nụ bên này đâm sang bên này. Nụ cây bên này, cây con bên này đâm sang bên này. Một mẹ hai con. Đây này. Một cái dề thế rất là đẹp đúng không ạ? Thế cực kỳ là đẹp luôn. Cái dề này em xin phép được bán với giá là 260.000 nhé cô chú anh chị nhé. Gọi là hình 15 ạ. 260.000 đang rất là nhiều nụ nhé cô chú anh chị nhé. 1 nụ, 2 nụ, 3 nụ, 4 nụ, 5 nụ. 1 dề thôi, 5 nụ. Màu thế cực kỳ là đẹp. 260.000 cho dề này. Thực sự là em mua được cái giá nó rẻ, nên là mới có thể bán được cho cô chú anh chị cái giá rẻ như thế này ấy. 260.000 rẻ quá nhỉ cô chú anh chị nhỉ. Rẻ quá nha, hôm nay mai mà không bán được là chắc chắn em phải tăng giá, xin phép được tăng giá cái dề này đấy ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 14. Hình số 14 này, cây này hai ngồng hoa này. Nhưng mà có một ngồng bị gãy mất này, cái lá rất là to. Lá rất là to luôn cô chú anh chị ạ, dày cộp nhá. 3 4 cây cô chú anh chị ạ, 4 cây. Ôi trời ơi, cây này cũng hai ngồng hoa luôn. Đó, cây nào cây đấy vip như thế này này.
Đấy, đang đẹp chưa? Thậm chí có thể còn phân nhánh nữa chứ. Rất là đẹp luôn. Đây, cây này cũng một ngồng hoa nữa. 4 cây. 4 cây này xin phép em bán là 190.000 nhá cô chú anh chị nhá. 190.000 cho hình này và sang hình tiếp theo ạ. Cái dề. Hình tiếp theo là hình số 13, chỗ này cũng là 2 dề. Chỗ này cũng 2 dề, chỗ này 4 cây này. Và chỗ này là 5 6 cây gì đấy ạ. Cái lô này, dề này em xin phép lô này với giá là 180.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 12. Hình số 12 đây cô chú anh chị, nguyên một dề. Nguyên một dề luôn, cây mẹ xếp rụt 2 4 6 7 cặp lá, 8 đang đến cặp lá thứ 8 nhá, 2 4 2 4 6 8 cặp lá nhá. À, mỗi một bên là 8 cặp lá và cây mẹ đang hai vòi bông và hàng xếp rụt này. Một mẹ với 4 cây con nhá cô chú anh chị nhá. Một mẹ 4 con, một dề, một mẹ 4 con rất là đẹp như thế này. Cây con cũng đang nụ. Cây con cũng đang nụ rồi, cây mẹ thì cây con cũng hai nụ, có một cái cây con này cũng hai nụ luôn cô chú anh chị. Đây này, hai nụ luôn nhá, cây mẹ cũng hai nụ luôn. Đó, và cái cây con bé bên dưới này thì chưa có nụ à? Ba cái con bé bên dưới này chưa nụ, tức là tổng cả dề này là có 5 cây. Tổng cả dề này 5 cây. Em xin phép được bán cái dề này. Cây này thì vận chuyển trên rừng về bị tách lá một chút xíu nhá. Dề này em xin phép được bán với giá cũng là 260.000 nhá cô chú anh chị nhá. 260.000 cho cái dề này đấy ạ. Hàng lá xếp rụt luôn ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 11 ạ. Hình số 11. Chỗ này là có 3 cây hàng xếp thẳng tắp như thế này nhá, chú anh chị nhá. 3 cây, cây này lá rất là căng và đẹp luôn. Cây này mà bé bé như thế này mà cô chú anh chị thấy là nó có hai nụ hoa luôn. Mà tiếc là hiện tại thì cái nụ hoa của nó một nụ này bị gãy mất này. Cây bên này cũng hai nụ này cô chú anh chị. Lá bệ vệ, lá ngang rất là đẹp. Một cái phần có 3 cây như thế này xin phép được bán với giá là 180.000 cho hình này, gọi là cái hình số 11 nhá, 180 ạ. Và sang hình tiếp theo hình số 12, một cái dề rất là to luôn. Nguyên một dề trung gốc nhá cô chú anh chị nhá. Một dề trung gốc cô chú anh chị nhìn cho em, cái cây này cũng là hàng nụ đỏ này. Đó, cái nụ đỏ chót luôn cô chú anh chị. Em nghĩ là cái cây này hoa nở sắc sắn sẽ là một cái mã màu hoa rất là đẹp luôn. Cái nụ của nó đỏ mà cô chú anh chị đây này. Hàng mà cùng dề ấy, thì nó sẽ là cùng sắc hoa như nhau. Cái cây này thì chắc là hoa sẽ ra rất là đỏ. Cái lô này, cái lô cáo này ở cái vùng nào không biết là cái chỗ nào mà nó toàn là cây nụ đỏ, nhiều cây nụ đỏ lắm. Một cây, hai cây, ba cây. Một cây, hai cây, ba cây này. Ba cây, bốn cây, năm cây, sáu cây, bảy cây, tám cây. Tầm cái dề này tầm đâu khoảng tầm 9-10 cây gì đấy cô chú anh chị ạ. Cái dề rất là to luôn ấy. Em đang một mình quay này không quay được hết luôn. Mà đặc biệt là cái dề nó nụ đỏ nhá cô chú anh chị nhá. Dề này em xin phép được bán với giá là 600.000 cho dề này ạ. 650.000 nhá cô chú anh chị nhá. Dề nụ đỏ này với giá là 650.000. 650.000 ạ, cho cô chú anh chị nào muốn sở hữu này. Không phải dễ kiếm những dề đẹp như thế này đâu cô chú anh chị. Cái mùa bây giờ không thể dễ kiếm cái dề đẹp như thế này đâu ạ. 650.000 cho dề này. Quá là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Cái nụ đỏ này chứ. 10 cây. Rất là rẻ luôn. 650.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 9 này. Không có định giá trước nên là... thôi. À, hình số 9. Hình này cũng có 5 cây cô chú anh chị ạ. 5 cây này em xin phép được bán với giá là 180.000 này. Hình số 10 cũng toàn là những cây cáo xếp luôn. 6 cây cáo xếp. 6 cây cáo xếp thẳng tắp. 240.000 cho hình này nhá. 240.000, 6 cây xếp thẳng tắp. Lại là một cây cực VIP ở đây, gọi là hình số 7 ạ. Một mẹ ba con, cây con bé tí mà cũng có nụ luôn cô chú anh chị này. Ôi trời ơi, những cây con bé tí mà cũng có nụ luôn. Đây, những cây con rất là bé luôn, 1 2 này. 1 2 3 cây con này, 3 cây con, 4 cây con này, 5 cây con nhá. Nhưng mà cây con thứ 5 bên này thì bị trượt ngọn này. Với cây mẹ rất là khỏe mà mắn đẻ con như thế này này cô chú anh chị. Mà hàng lá xếp rụt ạ. À. Cây này thì cây này cũng có ngồng hoa nhưng mà nó bị gãy mất cái ngồng hoa nhá cô chú anh chị nhá. Gãy mất cái ngồng hoa. Cây cáo mẹ con cô chú anh chị nhìn cho em. Một cây mẹ ôm một đàn con 2 4 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 cặp lá nhá, một bên là 10 cặp lá. 2 4 6 8 cặp lá, một bên 8, một bên 10 cặp lá cô chú anh chị nhá. Lá xếp cân đối, bản lá dày hai bên. Đó, cô chú anh chị có thể nhìn cho em rất là đẹp luôn đúng không ạ?
này vận chuyển trên rừng về, người ta hái ở trên cây cao về, chẳng may bị dập mất cái chỗ này một chút xíu nhá. Và cái hình cáo này xin phép em được bán với giá là 350.000 nhá, cho hình số 7 này, 350.000 cho dề cáo hình số 7 này ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 6. Đây cũng là nguyên một dề nhá, chú ý chị nhá. Nguyên một dề này, em bán hình này với giá là 100. Một dề này 4 cây, à 3 cây, 3 cây to của chú ý chị ạ, lẫn một cây kèm một cây nhỏ kèm theo. Cái dề này xin phép em được bán với giá là 160.000 nhá, chú ý chị nhá. 160.000 cho dề này. Và sang bên này đây lại là một cái dề cũng rất là VIP ở đây ạ. Cái dề này hoa phân nhánh nhá, chú ý chị nhìn cho em. Đó, cái dề hoa phân nhánh. Mà cây cáo cũng xếp rất là thẳng luôn. Hoa phân nhánh này, còn có cả cái gỗ bám ở chân nữa, nên là nó gần như là bằng cái hàng nguyên bản luôn cô chú anh chị ạ. Có một ngọn hoa phân nhánh, em thấy là trong dề này đang vừa năm trước và có một ngọn hoa phân nhánh ở đây nhá cô chú anh chị nhá. Váy dề này tổng 1 cây, 2 cây, 3 cây. 3 này, 4 này, 5 này, 6 7 8 cây cô chú anh chị ạ. 8 cây cho dề này, xin phép em được bán với giá là 580.000 luôn cô chú anh chị nhá. 580.000 cho cái dề dáng hương đuôi cáo mà có cây hoa phân nhánh. Trời ơi. 580.000 thôi. 580.000 thôi nhá cô chú anh chị nhá. Quá là rẻ bèo luôn cô chú anh chị nhỉ. Thôi 600.000 tròn đi. 600.000 tròn đi nhá cô chú anh chị nhá. Hình số 5 600.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 4 này. Một cây cáo xếp thẳng tắp hai bên, hoa phân 3 nhánh nhá cô chú anh chị nhá. Vừa rồi hoa phân 3 nhánh. Năm nay thì hai ngồng hoa. Đang hai ngồng hoa tím lịm ở đây mà không bỏ lá chân cô chú anh chị ạ. Cây này em xin phép được bán với giá là 380.000 cho cây dáng hương đuôi cáo hoa phân 3 nhánh này nhá. Hoa phân 3 nhánh luôn năm ngoái, năm nay thì hai ngồng hoa. Với giá là 380.000 cho cây này. Và sang hình tiếp theo sẽ là cũng là một cây hoa phân nhánh này. Hoa phân nhánh. Cây mẹ con nhá cô chú anh chị nhá. Cây mẹ con, cây này thì hiện tại đang có một ngồng hoa. Lá hơi dập một chút xíu, xin phép em bán cây này với giá là 260.000 cho cây này. Và sang hình tiếp theo ạ, là cái hình số 2. Hình số 2 nhá, một cái dề mà cây lá xin xít luôn. Trời ơi, nó xếp rụt quá nhiều, xếp rất là rụt luôn đấy cô chú anh chị nhìn này. 2 này, 4 này, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cặp lá. Cây mẹ 10 cặp lá nhá cô chú anh chị nhá. Ôm một đàn con mà không bỏ lá chân. Xong mắn đẻ thế em đếm còn không đếm nổi luôn. Nó xít quá. 2 này, 3 này, 4 này. Bao nhiêu không biết là bao nhiêu cây con nữa. 7, 8 cái cây con gì đấy cô chú anh chị ạ. Cây mẹ hai ngồng hoa mà hình như là phân nhánh đây nhá cô chú anh chị nhá. Hiện tại cây mẹ hình như ở đây cô chú anh chị có thể nhìn thấy là nụ phân nhánh ở đây nhá. Nụ hoa của cây mẹ là hiện tại em thấy là phân nhánh luôn ạ. Hoa của năm trước thì bị gãy mất tả tơi này, cũng chả biết được là có phân nhánh hay không. Nhưng mà hiện tại đến thấy cây mẹ đang bắt đầu là có phân nhánh ở đây rồi này. Cô chú ý chị nhìn này. Đó, đây đây đây. Em thấy là phân nhánh ở đây mà thậm chí còn phân nhiều nhánh nữa chứ nhỉ. Biết là phân nhiều nhánh nữa hay không này. Cái dề cáo này nó mọc xít nhau quá. Cô chú ý chị nhìn không thấy hết cả cây của nó ấy. Dề này em xin phép được bán với giá là 580.000 cô chú anh chị nhá. Dề này là 580.000 ạ. Cây xếp rụt 10 cặp lá cây mẹ và một đàn con không biết là bao nhiêu cây đếm cho xuể. Tại mà nó mọc rất là xít luôn. 580.000 cho dề này. Và sang hình tiếp theo cũng là một cây cáo hoa phân nhánh. Cây cáo hoa phân nhánh này. Cây này vừa rồi là cả hai cây đều phân nhánh nhá. Nụ cũng rất là đỏ cô chú anh chị ạ. Lô cáo hôm nay về mấy cái bản lá này phải đạt đến khoảng tầm 5 sen nhá cô chú anh chị nhá, phải trên 5 sen rồi. Cái lá cực kỳ là to. Cây này xin phép được bán với giá là 500.000. 500.000 cây này cô chú anh chị nhá. Cái nụ đỏ cô chú anh chị ạ. Và năm ngoái thì cả hai nhánh hoa đều phân đến 3 nhánh nhá cô chú anh chị. Và hiện tại năm nay xin phép cũng là hai ngầu hoa. Em xin phép được bán với giá là 500.000 cho cây này. Và sang rồi, đây là hình số 1. Và sang bên này thì em có những cái chậu lan cáo thuần. Cô chú anh chị nào mà không đủ tự tin ấy, cô chú anh chị có thể trồng cho em, lấy giúp em những chậu cáo thuần này. Chậu này em gọi là chậu số bao nhiêu nhỉ? 27. Chậu này 27, 140.000 thôi. Cũng có nụ hoa đây cô chú anh chị nhá. 140.000 luôn ạ. 140.000 thôi ạ. Và chậu tiếp theo 28 này. Những cây cáo mà thuần tại nhà em, thuần tại Cao Bằng chắc chắn là hoa nở, không làm cô chú anh chị thất vọng. Chậu này ít nhất là cũng em đang thấy là cũng có 2-3 cái vòi bông gì đấy rồi.
180.000 cho chậu này này. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu số 29. Chậu 29 này xin phép em bán là 210.000 nhé cô chú anh chị nhé. Những cây lá xếp, toàn những cây lá xếp rất là đẹp thôi. Và sang hình tiếp theo chậu 30, 140.000 này. 140.000 cho chậu này này. Cây này rất là to, đẹp. Và chậu số 31 này, chậu này em bán với giá là 150.000 nhá. Chậu số 32 cũng là 130.000, 150.000 và chậu số 33 210.000. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu số 34 140.000 thôi ạ. Có ở đây có một cây ngô đồng nhá. Và hình 35 với giá là 210.000. Chậu số 36 đây này, nụ này cô chú anh chị này. Với giá là 180.000 và chậu số 37 với giá là 210.000 ạ. Và một cái trụ cáo đây em bán với giá là 600.000 cô chú anh chị, ít nhất là 8 nụ. Bên này đây là một ong khoái này. Một ong khoái vàng ươm trong vắt, hàng mua cửa rừng và đảm bảo là thơm ngon đến giọt cuối cùng và chuẩn hàng rừng cho cô chú anh chị nhá. Đây cô chú anh chị nhìn cái chất lượng mật ong thì biết ạ. 1 kg của mật ong khoái này với giá là 220.000 ạ. Và bên này thì em có thêm cái món chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng nhá cô chú anh chị nhá. Chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng ạ. Cái chè đợt này là chè xuân nên là so với những chè của đợt trước Tết thì nó sẽ còn ngon hơn rất là nhiều. Mà chè này là được trồng ở vùng núi Khe Đén nhá, với độ cao trên 1.000 m², quanh năm sương mù bao phủ. Chính vì vậy mà riêng cái chè ô long này cô chú anh chị nào, kể cả những người em đã cho những anh chị mà rất là sành chè uống thì đều có một cái cảm nhận, đó là nó có một cái hương vị rất là đặc biệt khác so với những chè của những vùng miền khác cô chú anh chị ạ. Với túi chè như vậy em đóng gói là 1/2 kg, không lẫn vào đâu được đâu ạ. 1/2 kg với giá em đang bán là 170.000 cho túi 1/2 kg vậy nhá. Bên này thì rất nhiều những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan, vỏ thông đủ size 1, 2, 3, 4, vỏ thông vụn đồng giá 20.000 cho kg, rêu rừng 50.000 trong 1 kg, dớn vụn 40.000 trong 1 kg, dớn bảng này, một cái bảng dớn như vậy là kích cỡ là 10, 20, 30 với giá 18.000, duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000, hồng nguyễn 25.000 cho một lọ, 5.000 trong cặp, atonic 12.000 cho một gói nhá. Và dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ này, B1 thái, super thai hormone tăng trưởng 5.000 cho một lọ, B1 thái 40.000 cho một lọ, B12 giải độc cho cây với giá 30.000 cho một lọ, liền da mỹ tiến 40.000, liền da sẹo đen 50.000, siêu da dễ N3M với giá 30.000 cho một lọ, ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000, ba loại phân bón lá đồng giá 35.000, cáp tan đặc trị thôi nhũn 40.000 cho một lọ, thuốc đặc trị côn trùng với giá là 70.000 cho một lọ nhé. Kinkinbun đặc trị thối nhũn này 25.000 một gói, Chichorema phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi, dây buộc lan chiều dài 100m, giao cắt kèm theo cực kỳ tiện dụng 35.000 cho một cuộn, phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh với giá 35.000 cho một túi, làm từ dịch chuối phân châu đỗ tương nhá, đã ủ men vi sinh ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng á. Bên này thì phân dê đã qua xử lý rồi. Em bán một túi phân dê như vậy với giá là 35.000 cho 18.000 cho một túi mà 18.000 một kg. Tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng với giá là 40.000 cho một lọ, có dạng treo, dạng lăn, dạng nhỏ giọt nhé, hoàn toàn chiết xuất từ những cành hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng. Dễ vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi, xin phép em dừng clip ạ.